Vâng, trận 2 của series đấu này còn rất đẹp cho các game thủ bên phía của team Scarlet. Đây là Parmiran tới từ game thủ Chip Boy. Ia tới từ Trương. No 1 cầm Babylon. Cuối cùng đây là Gua cầm Cho Son. Vậy trận này nhiều khả năng No 1 sẽ là người đánh thẳng khung A chăng? Quân bên kia là Minwan 2 Pan. Vâng, Minwan 2 Pan. Cho Son cũng đang mắc và đẹp. Nghe nói bài Pyramid của Chiboy cũng đẹp. Bên kia là Minwan 2 Pan 1 Roman. Đánh kiểu nhiều phụ vào Gua. Màn hình máy của game thủ No 1. Bài thế rất mắc. Đồ cũng là khá ngon. Hai voi, một hiều và một quả phụ. Rất nhiều rừng bao quanh nhà. Ra cùng đến với Chip Boy, người sẽ đánh chém trong trận thi đấu này. Có quả phụ nữa dành cho Chip Boy. Bài cũng rất ổn rồi. Hai voi, bảy hiều. Qua đèn. Đủ rồi. Vâng, cần phải được hiểu về và sau đó sẽ là vòi dành cho game thủ Chip Boy. Bài của Trương cũng đẹp trận thi đấu này. Có vòi, có quả phụ, thậm chí là ba vòi. Vâng, cũng chết một dần. Đôi vòi, những con vòi là rất khó cầu khi khoảng cách là quá xa. Đây là đội trưởng No 1 ăn bãi quả phụ. Tí ăn bầy hiêu sau. Bầy hiêu sẽ là một chiếc bét nữa. Thêm đôi vòi ở phía rất xa dành cho No 1. No 1 đang muốn dò thế nhà mình để một trận đánh to. Liệu có được hay không? Vua báo về bài Minoan mắc bình. Bài cho Son cũng là rất ổn rồi. Có vòi, có hiều và có quả phụ dành cho ít vua. Đây là BB. Đây là Chip Boy. Bài Pan đi dâng L. Dường như đang muốn đi ôm bom Minoan khi thấy bài Minoan dò rất ít. Đánh trâu dần. Bịp. Em đánh kiểu thủ phù xong có đồ bơm nó một lên để bốn sớm đấy nhá, Gua.
đã kích đời dành cho Ia và bắt đầu đào vàng. Quan trọng là có ôm bom được chết nhà của game thủ cầm Minoan hay không, đó mới là vấn đề của Chi Boy trong trận thi đấu này. Vâng, thông tin báo về là Gua chưa làm màu 7 đào được vàng. Như vậy thì Gua sẽ khỏe lắm trận này đây. Lên đời một L thủ phù, sau đó ra dần dần, sóc chém đều. Còn đây là Chip Boy. Cần phải xúc chết nhà Minoan thì mới thắng được. Đây là Minoan của Yugi, quan trọng là phải ôm bom được. Không ôm được thì sẽ thua trong thế trận này. Một tuần chọc tới từ Chip Boy. Bài Minoan là khá đẹp. Lạc đà bắt đầu chảy vào. Còn đây là màn hình máy của Ít Gua, nhiều khả năng vâng pan phế luôn. Một pha công phu lên. Và nhiều khả năng người cầm Pavidan màu 7 chết luôn. Nai sẽ chết luôn với Gua trong tuần này. Quay lại chém nông dân đập đập phù kìa. Đẩy phù tiếp lên. Nâng nâng bánh xe anh em. Kín hết nhà đi. Vâng, một tuần trời vào. Đập luôn, như vậy Pamidan phế dành cho game thủ này. Em nhìn sang nó một thiếu cái gì thì em bơm. Đây là N1. Tham lại 41 trên 64, kích đi. Nhiều đồ lắm, Gua bơm tất tay cho anh. Bơm tất tay cho game thủ N1. Trong khi đó Chip Boy đã quần thảo được nhà Min. Min không khỏe. Min không khỏe thì No 1 sẽ là người cân bản đồ. Timeline 30. Đây là màn hình máy của Gua. Vâng, làm thêm con lạc đà nữa. Tham lai là 40 dành cho game thủ Ít Gua. Nhồi tất đồ cho chủ lực. Rất tốt. Đây là Trương IS, tham lai còn 15, mở thế trận cầm IA và bị pan 6 đi khá khỏe. Còn đây là màn hình máy của game thủ Chip Boy. Tham lai vẫn đang là 26 và Minoan không thể khỏe nổi với Chip Boy. Chip Boy đang chém mất thêm cả dân của nhà màu 8 trong tuần này. Đã có ca trong tuần này. Gua khỏe ra. Đập BC giấc bơm hết đồ nó 1 để lên 14 đấy. Đập BC giấc phát triển châu như kiểu nhà mình người đánh chủ lực ạ. Đấy, đánh những kiểu đấy. Chặt chặt gỗ mới đào vàng lên. Chặt gỗ đào vàng lên. Vâng, nâu một thủ xong tuần này là xong rồi. Thủ được ca của đối phương. Một trận thi đấu mà Chip Boy đã ôm bom được Minoan. Còn cái bên này Ít Gua chém chết Pavidan. Nâu một chỉ việc thủ và nhận đồ thôi. Chỉ việc thủ và nhận đồ. Trong khi đó thì Ít Gua thì đã bị Pavidan. Vâng, xin lỗi các bạn, ở cánh kia thì khóc cũng đã cầm chân được Pavidan màu 6 Hoàng Công Nghiệp.
Vua lên sớm chủ động công minh phù nó xong luôn. Mày mắc rồi, nó bị lọt bài cố đấy. Lọt vào phát chơi nó chết luôn rồi sao?